thi thoảng nhà cô Huyền lại có khách đến chơi ấy, nhưng mà hết tiết năm cô mới về, mà hết tiết năm khách cũng mới đến ấy, cho nên là cứ một bát mì tôm cộng một quả trứng hết đấy, đãi khách chỉ có thế thôi. Ăn nhà cô là cũng ngon, là cũng đấy, lỗ phải thế chứ lì. Được cái mì tôm nhà cô á, cô toàn mua hàng có thương hiệu nổi tiếng luôn ấy, cho nên là các bạn nghe thấy các bạn ấy vừa khen không, mấy đứa này ăn xong lại tìm cái ăn tiếp. Sao mà Quỳnh Anh lại biết ăn quả này giỏi đấy? Ngọt lắm, ăn miếng to vào. Ngọt không? Ôi không dám. Ngọt như thế. Ôi rồi cái quả sổ này á, nó chua lắm luôn ấy. Thế mà không hiểu mấy cái đứa lớp cô nó cũng biết ăn ấy các em ạ. Phải công nhận là cái khoản ăn uống này á, là mấy đứa này giống cô nó phết đấy. Mặt thì nhăn nhó nhưng mà vẫn dụ bằng được đứa khác nó ăn theo này. Đắng tao mà đắng ngon đâu. Bình thường. Đấy, ăn uống các thứ xong thì tự bảo nhau bê bát đũa đi rửa, dọn dẹp. Đúng với phương châm, nhà cô cũng như nhà mình. Đấy, thế còn cô bây giờ phải đi nghỉ trưa một tí, chiều còn đi làm. Hẹn gặp lại các em ở video sau nhá.